Đầu tiên chúng ta tắt nguồn đèn, sau đó tháo bóng đèn ra khỏi thân kính. Sau đó tháo dây kết nối giữa đèn và nguồn. Ở mỗi góc của đèn đều có ốc điều chỉnh, vặn theo hướng chỉ định để mở nắp. Sau đó tháo đế tản nhiệt bằng cách nhấn giữ vào lẫy và nâng thẳng lên. Tiếp đến, chúng ta tháo đèn bằng cách nhấn lẫy ở dưới đế đèn và nâng đèn theo phương thẳng đứng. Đây là đèn thủy ngân nên chúng ta cần phải xử lý theo đúng phương pháp. Để thay bóng đèn mới, chúng ta cần chuẩn bị găng tay và giấy. Trên bóng đèn nó sẽ có ký hiệu đầu trên và đầu dưới để chúng ta lắp. Lắp đèn bằng cách nhấn lẫy ở dưới đế đèn và cắm đèn theo phương thẳng đứng. Tiếp đến, lắp đế tản nhiệt vào đèn. Sau đó, lắp nắp đậy đèn và vặn ốc theo chiều ngược lại. Tiếp đến, chúng ta kết nối bóng đèn vào thân kính. Và kết nối dây nguồn vào nguồn đèn. Vậy là trong video này tôi đã giới thiệu với các bạn cách thay thế bóng đèn thủy ngân HBO 100. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.